Các bạn rất vui mừng gặp lại các bạn trên kênh Hướng Nghiệp của mình. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn chủ đề mới tiếp theo, đó là thông báo tuyển sinh du học Hàn Quốc kỳ tháng 12 năm 2022 với 3 nội dung chính sau đây: điều kiện tuyển sinh, ưu điểm du học Hàn Quốc, chương trình tuyển sinh du học Hàn Quốc. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi sau đây nhé. Thông báo tuyển sinh du học Hàn Quốc. Thứ nhất, điều kiện tuyển sinh: nam nữ từ 18 đến 27 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. 2. Ưu điểm của du học Hàn Quốc: chất lượng giáo dục đẳng cấp quốc tế, hệ thống trang thiết bị học tập hiện đại, được rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo, thái độ lao động hiệu quả của người Hàn. Sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, các bạn được phép ở lại Hàn Quốc làm việc. Thủ tục xin visa nhanh chóng, tỷ lệ đỗ lưu trú cao, có thể làm việc lâu dài tại Hàn Quốc. Tất cả bằng cấp hoặc chứng chỉ giáo dục của Hàn Quốc cấp cho du học sinh đều được quốc tế công nhận và rất được coi trọng trên thế giới. Việc làm thêm tại Hàn Quốc là hợp pháp và được nhà nước cũng như pháp luật nước sở tại bảo vệ. Lương làm thêm của du học sinh sẽ được tính theo giờ. Hiện nay, mỗi giờ làm thêm có thể kiếm được từ 9 đến 11 USD trên một giờ, tùy theo tính chất công việc và thời gian làm việc. Các công việc phổ biến: làm việc trong siêu thị, làm việc tại các nhà hàng, công việc giao báo, làm trong xưởng cơm hộp, vân vân và vân vân, với mức lương từ 22 triệu đến 45 triệu đồng trên một tháng. Làm việc từ 4 đến 8 tiếng trên một ngày. Với mức lương này, các du học sinh hoàn toàn có thể chi trả tiền ăn học, ký túc xá và gửi tiền tiết kiệm về cho gia đình. 3. Chương trình tuyển sinh du học Hàn Quốc. Thứ nhất, thời gian đào tạo tại Việt Nam: học viên học tiếng trong vòng 3 tháng sau khi phỏng vấn visa bay sang Hàn Quốc. 2. Thời gian đào tạo tại Hàn Quốc: giai đoạn 1, học tiếng Hàn, thời gian là 1 năm. Giai đoạn 2, học chuyên ngành. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, lấy bằng cao đẳng, học từ 2 đến 3 năm. Đối tượng học lấy bằng đại học, học từ 4 đến 5 năm. Đối tượng tốt nghiệp đại học và cao đẳng, học chuyển tiếp lên đại học 2 năm. Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng đúng chuyên ngành ở Việt Nam. Đối tượng đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam trong thời gian học lên thạc sĩ là 2 năm. Trên đây đã thông báo tuyển sinh du học Hàn Quốc đối với các đối tượng. Để biết thêm chi tiết, các bạn hãy liên hệ đến 0976 527 827 để được tư vấn và hỗ trợ. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi lắng nghe. Các bạn nhớ nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.